Vâng, Lời Ngắt Ô Tô xin kính chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Lời Ngắt Ô Tô trong video clip buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, mấy ngày hôm nay thì em cũng chưa lên sóng báo giá cho quý vị và các bạn xem những cái mẫu xe đang có trong cửa hàng đúng không? Thì trong video buổi trưa ngày hôm nay em gửi đến cho quý vị và các bạn một cái video báo giá tổng hợp những cái mẫu xe mới về cửa hàng và những cái mẫu xe đang còn tồn đọng tại cửa hàng. Thì vâng ạ, năm hết Tết đến rồi. Những cái mẫu xe mà đang tồn đọng tại cửa hàng thì bên em sẽ giảm giá sập sàn quý vị như chọn nhé. Thanh lý, xả kho những cái mẫu xe tồn đọng tại cửa hàng và những cái mẫu xe mới về thì giá rất là hợp lý chứ bạn ạ. Mấy ngày hôm nay cửa hàng về rất là nhiều những cái mẫu xe giá rẻ cho mọi người xem tham khảo. Thì trong video ngày buổi trưa ngày hôm nay thì em gửi đến cho anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp nhé. Các bác vào xem like của em thì đúng chân mình cái mẫu xe nào alo trực tiếp cho em Lại Ngắt Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Ngày hôm qua em về 3 mẫu xe mới này, Fortuner máy dầu này đời 2009 này, con này thì số sàn nhá, giá chỉ có tầm khoảng 375 triệu thôi. Đấy, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, Toyota Fortuner 2009 máy dầu. Các bác nhà mình đang xem tham khảo cái dòng xe máy dầu thì có thể tham khảo cái mẫu xe này. Còn máy xăng Fortuner thì em đang có còn 2013 nhé. Vâng ạ, một chiếc xe cũng nói chung là cũng không phải là về lâu rồi, nói chung là nó cũng về cũng tầm khoảng vài tháng thôi chứ chưa để đến nỗi là coi như là quá lâu. Con này con Honda City. Đấy, Honda City đời 2014, số tự động, máy của nó là 1.5. Con này em đang giảm giá xuống 20 triệu. Con này là 335 triệu bây giờ em giảm xuống còn 315 triệu đồng cho mẫu xe Honda City này. Đấy, các bác nhà mình có thể xem tham khảo một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi, phiên bản tự động, máy 1.5. Tiếp theo một chiếc xe Kia Morning. Con này thì sản xuất 2019 chị bạn, với động cơ máy 1.25 số tự động nhé. Giá con này là 295 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Vâng ạ, Kia Morning đời 2019 quý vị. 295 triệu. Vâng, tiếp tục đây, một chiếc xe Rio chị bạn nhé. Kia Rio đời 2016 cho bạn, với động cơ máy 1.4 phiên bản số tự động nhé. Con này thì giá tiền rất là hợp lý cho bạn, chỉ có 295 triệu đồng thôi. Đấy. Vâng, tiếp theo em mới về một chiếc xe Vios bản E đời 2013 cho bạn này. Đấy, Vios bản E 2013 nhé. Con này giá chỉ có tầm khoảng 205 triệu đồng thôi. Đấy, 205 triệu đồng một chiếc xe bản đủ quý vị cho bạn, Vios E 2013. Đây quý vị nhé, cho bạn xem nhé. Một chiếc xe bản đủ số sàn. Đấy, giá rất là hợp lý cho bạn, đời 2013. Nó lên hệ thống đèn đèn thâm mà nó đang trì cho bạn nhỉ. Đấy. Tiếp theo em mới về một chiếc xe Ford Fiesta. Con này là một chiếc xe bản Titanium 2015 với động cơ máy 1.5 phiên bản số tự động. Tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, hồ sơ cầm tay sẵn, các bác về sẵn vào tên luôn thôi. Tầm tiền tài chính là 279 triệu cho mẫu xe Ford Fiesta này. Con này thì nó mang cái màu sơn khá đẹp mọi người ạ, màu này là gọi là màu xám ấy chọn nhá, màu xám nhá. Đấy, nội thất rất là tươi luôn. Đấy, tầm tiền giá chỉ có tầm khoảng 279 triệu đồng một chiếc xe thương hiệu Mỹ. Đấy, Ford Fiesta đời 2015 bản Titanium. Tiếp theo em mới về một chiếc xe Hyundai Eon đời 2013 với động cơ máy 1.1 số sàn, một chiếc xe rất là đẹp cho mọi người có thể xem và tham khảo lựa chọn. Tầm tiền tài chính trên 100 triệu. 148 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Eon đời 2013 này. Đây quý vị xem phần nội thất của xe nhé, rất là đẹp luôn. Màn hình Android đầy đủ, nội thất tươi mới cho bạn này. Keo chỉ zin cả xe không lỗi nhé. Đấy, màu bạc xịn nguyên bản, lốp dép mới. Đấy, và đăng kiểm dài, cũng như là hồ sơ rất cầm tay sẵn rồi. Các bác về coi là chỉ cần sang tên bấm biển trong một nút nhạc thôi. Đấy, 148 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Eon đời 2013 này. Vâng, tiếp theo thì em sẽ báo giá cho mọi người xem lần lượt những cái mẫu xe đang có trong cửa hàng Lợi Ngắt Ô Tô. Một chiếc xe Daewoo Lachetti đời 2011 với động cơ máy của nó là 1.6 số sàn. Giá tiền chỉ có 138 triệu thôi. Bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe sedan hai đầu rộng rãi, chúng ta về tập lái trên nắng che mưa. Nội thất đẹp, đăng kiểm mới cho bạn nhé. Đấy, 138 triệu, biển Hà Nội, tên tư nhân. Một chiếc xe Honda Civic đời 2008 với động cơ máy của nó là 2.0 phiên bản đủ số tự động. Vâng ạ, tầm tiền tài chính là hơn 200.
Toyota Vios bản E đời 2014 anh chị bạn nhé, với động cơ máy 1.5 số sàn. Vâng ạ, con này thì em đang chào bán tổng khoảng 269 triệu đồng, một chiếc xe bản đủ form mới. Kia Carnet nhé, một chiếc xe 7 chỗ, con này thì về khá lâu rồi mọi người. Em đang cắt lỗ rất là sâu. Đấy. Bây giờ chỉ còn có bao nhiêu nhỉ? Trên 200 triệu thôi. Đấy. Kia Carnet. Tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Vâng ạ, tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2015. Với động cơ máy của nó là 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. 168 triệu cho mẫu xe Hyundai Grand i10 đời 2015 này. Một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương mọi người nhé. Dịch vụ taxi hoàn lương, máy số và thân vỏ đều làm rồi, cũng như là sơn quây rồi. Khu vực bên ngoài này là dành cho những cái dòng xe 7 chỗ này. Đấy, 7 chỗ thì em còn khá là nhiều. Thì em sẽ đi vào lần lượt cho mọi người xem nhé. Đây mọi người. Đây. Vâng ạ, một chiếc xe 7 chỗ, con này là con Innova. Toyota Innova đời 2010 bản G số sàn máy 2.0. Innova thì đều được trang bị động cơ 2.0 cả. Dù bản thiếu hay bản đủ, số tự động hay số sàn đều trang bị động cơ 2.0 hết. 220 triệu đời 2010, xe dịch vụ taxi, máy số và thân vỏ thì sơn quây rồi, máy số làm rồi. Vâng, em có một chiếc xe Innova đời 2007 bản G nhé, tư nhân biển Hà Nội. Con này thì cũng là một chiếc xe gia đình và không khoan đục, không đổi màu, máy số cũng làm rồi. Nói chung đời này thì máy làm rồi các bác. Về các bác về sẵn đi thôi. Sơn thì mới sơn quây nhé, giá tầm 195 triệu. Bên cạnh đây em có một chiếc xe Innova đời 2014 nhé. Con này thì với động cơ máy 2.0 số sàn, bản E form mới. Giá đang chào bán cho mẫu xe này là 312 triệu đồng. Đấy. Con này thì nó là một chiếc xe không khoan màu vàng cát nguyên bản. Con này thì nó có bị va một chút về phần đầu cản xe cho nên là giá rẻ hơn những con xe khác anh chị bạn nhé. Đấy, con này chỉ có 312 triệu thôi. Vâng, bên cạnh đây em có một chiếc xe Vios, Innova, xin lỗi mọi người, Innova đời 2010 bản G với động cơ máy của nó là 2.0 và giá chào bán cho mẫu xe này là tầm khoảng 201 thôi. Đời 2010, xe cũng là một chiếc xe dịch vụ taxi hoàn lương mọi người nhé. Một chiếc xe gia đình, đây ạ, em có một chiếc xe Innova đời 2016 này. Con này thì hồ sơ cầm tay sẵn form mới nhé. Cuối 2016 đã lên form này anh chị bạn. Giá thì em đang chào bán tầm khoảng 445 triệu đồng thôi. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi, bản E đời 2016. Vâng, tiếp theo chúng ta có một chiếc xe Innova đời 2009 bản G. Con này thì em về khá lâu rồi mọi người ạ. Tầm tiền tài chính tầm khoảng 200 triệu nhé. Đấy, xe cũng là một chiếc xe dịch vụ hoàn lương. Bên cạnh đây ta có một chiếc xe Innova đời 2015 bản G nhé mọi người nhé. Con này thì là một chiếc xe bản G, bản thiếu thôi. Đấy, chúng ta phân biệt ở một chiếc xe bản G với chiếc xe bản E thì là nó ở trên cái phần đăng kiểm, trọng lượng của nó nhé. Những cái phần phụ kiện như giấy kính này thì nó có thể độ. Đấy, nhưng mà cái phần trọng lượng ở phần đăng kiểm thì chúng ta có thể xem trọng lượng của con bản E nó sẽ nặng hơn 15 kg. Đấy, khối lượng của nó là 1.350 cho một chiếc xe bản E và 1.335 cho một chiếc xe bản G nhé. Bên cạnh đây em có một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Con này con Innova. Innova đời 2014 bản con này là bản G, phiên bản tự động. Đấy, phiên bản số tự động quý vị anh chị bạn nhé. Một chiếc xe gia đình sử dụng. Đấy, khá đẹp cho mọi người lựa chọn. Tầm tiền là 385 triệu. Cho mẫu xe Innova đời 2014 bản G này. Đấy, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Vâng, tiếp tục em có một chiếc xe Innova bản E đời 2013, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng biển Hòa Bình nhé. Con này mới cập bến tại cửa hàng cho bạn. Với động cơ máy 2.0, xe gia đình đi và giá là 298 triệu. Xe bao đẹp cho mọi người, không lỗi nhé. Đấy, xe hoàn toàn không lỗi. Máy số zin và thân vỏ zin, không đâm số tai nạn, không ngập nước. Đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2024 mới đăng kiểm xong. Và đây là một chiếc xe số tự động máy xăng. Con này là con Toyota Fortuner đời 2013 với động cơ máy 2.7 máy xăng, số tự động 2 cầu. Và giá đang chào bán cho mẫu xe này là 415 triệu cho mẫu xe Toyota Fortuner này. Một chiếc xe 7 8 chỗ gầm cao nhé. Đấy, rất đẹp form dáng, từ form dáng đến ngoại hình. Một chiếc xe Ford Everest máy dầu đời 2008 phiên bản số tự động. Tầm tiền giá chỉ có tầm khoảng 245 triệu đồng cho mẫu xe Ford Everest. Một chiếc xe thương hiệu Mỹ 7 chỗ. Đấy, máy dầu. Các bác nhìn mình xem tham khảo nhé.
Vâng, tiến đến chúng ta có một chiếc xe K3, Kia K3 đời 2014, trang bị hộp số tự động máy 2.0, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Và mẫu xe này thì em đang chào bán tầm khoảng 355 triệu đồng thôi. Một chiếc xe tư nhân bản đủ, đấy, Kia K3 Vios G cho bạn nhé. Em đang có con 2019 tư nhân chính chủ. Con này thì hồ sơ em cứ cầm tay sẵn rồi. Đấy, bản G đời 2019 và tầm tiền là 435 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản G phiên bản số tự động nhé. Con này bản 7 từ khí an toàn, có trang bị hệ thống đèn bi cầu này. Đấy, đầy đủ hết. Con này là một chiếc xe bản đủ của dòng xe Vios. Vâng, tiếp theo đây em có một cái mẫu xe Chevrolet Cruze. Con này thì đời 2018. Một chiếc xe tư nhân một chủ biển Hòa Bình. Một chiếc xe một chủ từ mới. Riêng về cái phần form dáng của dòng Cruze này thì nó khá là đẹp so với những cái dòng xe cùng phân khúc quý vị anh chị bạn. Đấy. Mà giá rất là hợp lý cho bạn nhé, đời 2018 mà giá chỉ có dưới 300. 295 triệu bao hồ sơ, có bao vận chuyển cho mọi người. Con này thì zin từ thân vỏ đến máy số nhé. Máy móc đều zin và thân vỏ đều zin. Tiếp tục đêm có một chiếc xe Daewoo Lachetti đời 2010. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn với động cơ máy của nó là 1.6 tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Và mẫu xe này đang chào bán tầm khoảng 185 triệu đồng. Lachetti Cedric đời 2010. Tiếp theo em có một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2015 nhé quý vị anh chị bạn. Con này thì nó được sản xuất 2015 nên vẫn là form này. Với động cơ máy 1.8 phiên bản số tự động. Con này thì em đang chào bán tầm khoảng 275 triệu đồng thôi. Một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng biển Hà Nội. Đấy, Chevrolet Cruze. Tiếp tục đây em có một chiếc xe nhập khẩu của Hàn. Con này là con xe Samsung SM3 đời 2014 này. Một chiếc xe tư nhân số tự động. Gia đình di nguyện chẳng nhé. Số tự động máy của nó là 1.6 Samsung SM3 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Và giá đang chào bán cho mẫu xe này chỉ có tầm khoảng 255 triệu đồng thôi cho mẫu xe Samsung SM3 này. Vâng, một chiếc xe số tự động 5 chỗ. Con này là con Ford Mondeo V6 đời 2005. Với động cơ máy của nó là 2.5 phiên bản số tự động. Đấy, giá đang chào bán là 120 triệu đồng cho mẫu xe Ford Mondeo. Một chiếc xe số tự động 5 chỗ. Con này là con Kia Forte đời 2013 với động cơ máy 1.6 quý vị chọn nhé, biển Hà Nam, tên tư nhân nhé. Con này thì số sẵn và giá đang chào bán tầm khoảng 230 triệu đồng cho mẫu xe Kia Forte, một chiếc xe thương hiệu của Hàn Quốc đời 2013. Bên cạnh đây có một chiếc xe số tự động 5 chỗ, con này là con xe Nissan Piso. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số tự động máy 1.0. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn và giá đang chào bán cho mẫu xe này tầm khoảng 165 triệu đồng thôi cho mẫu xe này. Con này Honda City mới cập bến tại cửa hàng ngày hôm qua. Con này 2014 các bạn. Con này là City 2014 nhé. Con này giá tầm khoảng 320 triệu nhé. Đấy, Honda City đời 2014. Số tự động. Vâng, tiếp theo ở khu vực bên ngoài ạ. Xin mời anh chị bạn ra khu vực bên ngoài này. Còn khá là nhiều những cái dòng xe sedan hai đầu. Đây chị bạn, Hyundai Venue nhé, con này đời 2008. Vâng ạ, con này thì số tự động máy của nó là 1.4. Vâng, giá con này là 175 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Venue này. Đấy, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn phiên bản tự động quý vị anh chị bạn nhé, máy 1.4. Honda Civic anh chị bạn, con này đời 2007 với động cơ máy 1. Động cơ của nó là 2.0 bản đủ. Đấy, dòng xe thương hiệu của Nhật Bản Honda. Con này em đang chào bán tầm khoảng 195 triệu đồng thôi cho mẫu xe Honda Civic này. Tiếp theo đây em có một chiếc xe Vios bản G đời 2014 anh chị bạn. Con này thì là một chiếc xe số tự động 5 chỗ nhé. Đấy, đời 2014 với động cơ máy của nó là 1.5. Đấy, và giá đang chào bán cho mẫu xe này là 319 triệu đồng. Vâng ạ, 319 triệu cho mẫu xe Toyota Vios bản G đời 2014, một chiếc xe số động 5 chỗ gia đình sử dụng. Cam kết cho mọi người là không có đâm xô tai nạn gì cả. Bên cạnh đây có một chiếc xe Hyundai Avante đời 2013 với động cơ máy 1.6 quý vị anh chị bạn. Đấy, tư nhân biển của Thanh Hóa. Xe này thì một chiếc xe dịch vụ hoàn lương nhé. Dịch vụ taxi ra rồi. Và tầm tiền tài chính tầm khoảng 220 triệu thôi. Tiếp tục đây em có một chiếc xe Vios bản Limo Nâng đời 2010.
Đấy, và giá chào bán là 158 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Vios bản limo nâng. Đấy, đời 2010 quý vị anh chị bạn. Một chiếc xe có dịch vụ taxi và có đổi màu, như là nó đã được sơn quây, máy số làm rồi. À, bên cạnh đây em có một chiếc xe Mazda 3. Các bạn, Mazda 3 đời 2009 các bạn nhé. Với động cơ máy của nó là 2.0 phiên bản số tự động Mazda 3. Con này em đang chào bán tầm khoảng 210 triệu đồng thôi. Đấy, cho mẫu xe Mazda 3 này. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Tiếp theo, một chiếc xe Kia Cerato đời 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số tự động, với động cơ máy 1.6 các bạn. Và giá đang chào bán cho mẫu xe Cerato đời 2009 này là 230 triệu đồng cho mẫu xe Kia Cerato này. Một chiếc xe gia đình sử dụng nha các bạn nhé. Số tự động máy 1.6. Tiếp theo đây em mới về một chiếc xe Toyota Vios đời 2017. Đấy, con này thì là một chiếc xe bản thể thao. Đấy, nó là bản giới hạn anh chị bạn. 2017. Đấy, bản Sportivo. Đấy, số tự động anh chị bạn nhé, bản G. Và giá đang chào bán là 375 triệu đồng cho mẫu xe Vios này. Con này thì form dáng của nó khá thể thao mọi người ạ. Vâng, tiếp tục đây em có một chiếc xe Hyundai Venue đời 2008. Và tầm tiền giá chỉ có 119 triệu thôi cho mẫu xe Hyundai Venue đời 2008 này, số sàn máy 1.6 ấy các bạn. Con này là con Forerunner. Forerunner đang có hai con nhé. Đấy, tầm tiền khoảng 95 triệu. Forerunner máy gầm đại chất luôn. À, Gentra này, con này con Gentra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn đời 2010. Và giá thì loanh quanh tầm khoảng 120 triệu nhé. Đây, dưới này còn mấy mẫu xe nữa mọi người ạ. Con này là con Vios bản limo nâng đời 2010. Đấy, giá thì cũng tầm khoảng 155 triệu thôi. Đấy, bản limo nâng full như các bạn. Con này là con Honda Civic. Đấy, Honda Civic đời 2008 số tự động. Và giá tầm khoảng hơn 200 một chút thôi. Đấy, một chiếc xe gia đình đi rất đẹp anh chị bạn. Forerunner nhé, con này Forerunner đời 2002. Đấy, và tầm tiền tài chính tầm khoảng 95 triệu đồng. Máy 1.6 các bác nhé. Ở khu vực bên trong này thì còn mấy cái mẫu xe mà nhỏ gọn nữa thôi. Đây, Morning và i10 em cũng còn tầm khoảng chục con cho chục con thôi anh chị bạn. Đây, giới thiệu cho mọi người một chiếc xe tập lái này. Con này con Spark nhé, Chevrolet Spark đời 2010. Giá loanh quanh tầm khoảng 68 triệu thôi. Đấy. Con này là con xe Spark form mới này. Chevrolet Spark đời 2013. Form mới, form siêu nhân, với động cơ máy của nó là 1.2. Và con em nó chào bán tầm khoảng 115 triệu. Đây là một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản tự động, máy của nó là 1.0. Đấy, giá chào bán cho mẫu xe này là 155 triệu đồng. Vâng, đây em đang có 3 chiếc mẫu xe i10 nhé. Con này i10 đời 2016. Đấy, với động cơ máy 1.0 nhập khẩu của Ấn nhé. Con này thì độ lên bộ la răng đúc này, độ màn hình rồi này. Giá là 189 triệu đời 2016 ấy chị bạn. Đấy. Tiếp theo con này cũng là một chiếc xe i10 bản thiếu, xe có dịch vụ taxi và hồ sơ rút cầm tay rồi. À, với động cơ máy 1.0 nhập khẩu của Ấn nhá. Đấy, con này thì giá chào bán là đời 2015 giá là 165 triệu. Đấy, xe dịch vụ hoàn lương. Bên cạnh đây là một chiếc xe bản đủ i10 đời 2014 ấy chị bạn, 179 triệu. Đấy, xe thì là một chiếc xe có dịch vụ taxi và rút hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, một chiếc xe bản đủ số sàn, có trang bị túi khí an toàn này, có phanh ABS đầy đủ nhé. Kia Morning ạ, con này đời 2012, với động cơ máy của nó là 1.2, đấy, 1.1, động cơ 1.1 thôi, số sàn quý vị cho bạn, và giá chào bán là 115 triệu. Đêm có một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản tự động đời 2008, màu én vàng, và con này tầm tiền loanh quanh tầm 155 triệu đồng thôi. Đấy, số tự động quý vị nhé, xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Một chiếc xe thương hiệu của Pháp, con này là con Pro. Đấy. Pro đời 2010 hay 11 nhỉ. Tầm tiền khoảng 200 trên 200 một chút thôi, 215 triệu. Đấy. Con này con Spark tập lái các bạn này, Chevrolet Spark này. Giá loanh quanh tầm khoảng 65 triệu này. Đấy. Tiếp theo một chiếc xe tập lái nhá, BYD. Đấy, 65 triệu đồng. Đấy, cho các bác về tham khảo tập lái, em đang có mấy con tầm khoảng mấy chục đấy. Kia Morning đời 2012, 125 triệu, số sàn nha quý vị nhé. Đấy, Morning đời 2012. Tiếp theo đây em có một chiếc xe Kia Rio.
Vâng, Kia Rio con này thì được sản xuất năm 2015. Đấy, số sàn chị bạn với động cơ máy 1.6 nhé, giá loanh quanh tầm khoảng 265 triệu thôi. Nhập khẩu của Hàn Quốc, xe gia đình sử dụng. Và đây em mới về một chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu. Đấy, máy 1.2 nhé. Con này đời 2014 đấy chị bạn, giá là 195 triệu thôi. Đấy. Vâng ạ, vừa rồi thì em Lợi Ngát Ô Tô vừa lên sóng báo giá cho quý vị cho bạn xem những cái mẫu xe hiện đang có trong cửa hàng Lợi Ngát Ô Tô và những cái mẫu xe mới về cửa hàng trong mấy ngày hôm nay. Các bác nhà mình xem tham khảo lựa chọn những cái mẫu xe nào thì có thể là liên hệ trực tiếp với em Lợi Ngát Ô Tô nhé, qua số điện thoại 0866010016 để sở hữu ngay những cái mẫu xe này với giá ưu đãi nhất mọi người nhé. Thì nói chung là những cái mẫu xe đang tồn đọng tại cửa hàng thì giá nào cũng bán, còn là những cái mẫu xe mà mới về cửa hàng thì giá rất hợp lý rồi, các bác có thể là xem và tham khảo lựa chọn. Có gì thì alo trực tiếp cho em. Số điện thoại của em là 0866010016 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong kênh mẫu video lần sau ạ.